một dòng sông bên nhà, con sông với thầm than với tuổi thơ đời tôi, bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy, hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy. Oh,
Nam Khánh, Anh Bằng, những giọng hát bước ra từ cuộc thi tiếng hát truyền hình và nhóm hợp xướng trong tiết mục Liên khúc Việt Nam đã mở đầu cho đêm chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với đêm chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2012. Cuộc thi đang được diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh và đang được truyền trực tiếp trên kênh HTV9. Và cuộc thi tìm kiếm những tài năng âm nhạc từ 16 đến 28 tuổi do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông MiQ thực hiện cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Jazz. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có mặt trong đêm chung kết xếp hạng ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đào Văn Lừng, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng cơ quan thường trực khu vực phía Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Long Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quý Hoa, Tổng Giám đốc Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Bác sĩ Bùi Ngọc Alpha, Giám đốc Y khoa Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lê Đỗ Yến Hương, Giám đốc Công ty Truyền thông Mây Quỳnh. Và chúng tôi cũng rất hân hạnh được chào mừng tất cả quý vị khán giả, quý vị khách quý cũng như tất cả mọi người đang theo dõi cuộc thi tại trước màn ảnh nhỏ Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Và một lần nữa xin cảm ơn những sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả quý vị đã dành cho cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi lại quá trình xây dựng thương hiệu tiếng hát truyền hình. Tiếng hát truyền hình, cuộc thi ca hát đầu tiên trên truyền hình cả nước do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra lần đầu tiên vào năm 1991. 21 năm qua, tiếng hát truyền hình đã góp phần phát hiện biết bao giọng ca xuất sắc mà giờ đây đã trở thành những nghệ sĩ có vị trí trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và trong lòng công chúng yêu âm nhạc. Sau lần đổi tên vào năm 2006, năm nay cuộc thi quay trở lại với tên gọi gốc Tiếng hát truyền hình 2012 cùng với tiêu chí bản sắc Việt. Tiếng hát truyền hình cũng đã có góp phần tạo ra được cái phong trào ca hát cho màn ảnh nhỏ cũng như là phong trào ca hát của thành phố cũng như của cả nước. Chính vì cái niềm tin của khán giả đó đã dẫn đến chúng tôi là cần phải có thay đổi lại cái tên, nhưng mà nó mang một cái chất mới, đó là công tác dàn dựng, tính chủ đề và đặc biệt là hấp dẫn đến giới trẻ. Cho nên là từ đạo diễn đến biên tập viên và công tác tổ chức hướng đến tôn những năng khiếu của các thí sinh cũng đã làm cho những cái chất mới của tiếng hát truyền hình năm nay. Tiếng hát truyền hình 2012 chính thức khởi động từ ngày 8 tháng 9 năm 2012. Mùa giải năm nay đã thu hút hơn 1.200 thí sinh trên khắp mọi miền đất nước đến dự thi tại 3 địa điểm Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Sau quá trình sàng lọc gắt gao của các vòng thi tuyển, 8 gương mặt Cao Công Nghĩa, Đinh Ngọc Thiện, Điểu Bích Thủy, Yalin Ajun, Vũ Minh Trang, Trần Tuấn Hòa, Lưu Hiền Trinh, Lê Quang Huy đã bước qua 4 đêm chung kết với những cuộc lội ngược dòng hay bứt phá ngoạn mục. Qua các đêm thi, giải thí sinh được yêu thích nhất đêm chung kết 1 thuộc về thí sinh Đinh Ngọc Thiện, đêm chung kết 2 thuộc về thí sinh Lê Quang Huy và đêm chung kết 3 thuộc về thí sinh Trần Tuấn Hòa. Bằng lối chọn bài và chiến thuật thông minh cùng với kỹ thuật thanh nhạc và thể hiện ngày càng chín, 4 gương mặt Lưu Hiền Trinh mã số 07, Yalin Ajun mã số 04, Lê Quang Huy mã số 08 và Trần Tuấn Hòa mã số 06 đã xuất sắc bước vào vòng chung kết xếp hạng. Bên cạnh đó, Yalin đoạt được 2 giải, thí sinh hát dòng nhạc cách mạng và biển đảo quê hương xuất sắc nhất và thí sinh thể hiện tốt nhất với phong cách mộc. Lê Quang Huy nhận giải thí sinh hát dòng nhạc dân ca hay mang âm hưởng dân gian hay nhất và Lưu Hiền Trinh nhận giải thí sinh hát dòng nhạc trẻ hay nhất. Bốn đêm chung kết đã diễn ra vừa qua với những cuộc bứt phá đầy ngoạn mục. Và đêm nay, chung kết xếp hạng cuộc thi tiếng hát truyền hình 2012 sẽ vẫn là những gương mặt đó, nhưng nay đã trở nên rất thân thương, quen thuộc với tất cả khán giả của cuộc thi này.
Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu các thành viên của ban giám khảo Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, nhạc sĩ Việt Anh và nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Và trân trọng kính mời ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi lên tặng hoa và trao thư đến tất cả thành viên của ban giám khảo. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua chi tiết về thể lệ của đêm thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay. Và một phần cũng không kém phần quan trọng, đó chính là cơ cấu giải thưởng. Trong đêm chung kết xếp hạng, 4 thí sinh thể hiện một bài duy nhất là một bài đơn ca, với quyền nhận sự hỗ trợ từ nhóm bè hoặc nhóm múa. Sau bài thi này, điểm chính thức quyết định các thứ hạng cho các thí sinh sẽ được xác định. Trong trường hợp có các thí sinh bằng điểm nhau, thứ hạng cuối cùng sẽ được xác định tùy thuộc vào lượng tin nhắn khán giả bình chọn cho mỗi thí sinh này. Cơ cấu giải thưởng chính thức của cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Giải nhất 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng, giải tư 20 triệu đồng, 4 giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Các giải nhất, nhì, ba, tư và khuyến khích còn nhận được phiếu sử dụng dịch vụ và sản phẩm tại Khơ Thị Beauty and Spa trị giá lần lượt như sau: 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 20 triệu đồng, 10 triệu đồng và 5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi thí sinh có một bài song ca cùng một vị giám khảo hoặc khách mời. Phần này sẽ tạo thêm cơ hội cho khán giả bình chọn thí sinh được yêu thích nhất Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích nhất, soạn tin nhắn THTH dấu cách mã số thí sinh gửi đến tổng đài 8483. Tham gia nhắn tin bình chọn cho thí sinh trong vòng chung kết xếp hạng, quý khán giả có cơ hội là một trong hai khán giả may mắn nhận giải thưởng 5 triệu đồng tiền mặt. Kính thưa quý vị, tổng đài bình chọn đã được mở từ tối thứ 6 tuần vừa rồi cho đến 10 phút sau tiết mục song ca cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay để chọn ra người xứng đáng nhất để nhận được giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình 2012. Vì thế quý vị đừng quên cầm điện thoại lên để nhắn tin cho người mà mình ủng hộ nhé. Và bên cạnh đó, để giữ cho sự hồi hộp và bất ngờ đến phút cuối cùng của đêm thi ngày hôm nay, thì số điểm của ban giám khảo dành cho các bạn thí sinh sẽ không được công bố ngay sau phần trình diễn của các bạn, mà sẽ được đưa về hệ thống trung tâm và được công bố ở trước thời khắc trao giải.